tự tay gói người cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan, nay em người ra tới chiến trường mang cho tương tình hậu phương thương mê. Đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh chân mà lòng ngồi thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sáng như tôi nghe trong lòng chơi vơi, xuân đang về trên góc đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem lên ruộng đồng ấm quê người sướng gió thương trời, âu yếm người tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về người mẹ kính yêu, vài lời của con chúc mừng mà gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đợi xuân hồng đầy mãi.